khoảng 100 triệu năm trước, những sinh vật này vẫn đang tập bay. Cơ mà khoan đã, hôm nay chúng ta sẽ không nói về khủng long, mà sẽ đi xa hơn về quá khứ, khoảng khắc mọi thứ bắt đầu, thời điểm mà trái đất được sinh ra. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lẻn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyến tàu thời gian. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về liên đại đầu tiên của trái đất, liên đại Hadean hay liên đại Hỏa Thành. Thuyết tinh vân, Nebular Hypothesis. Thuyết tinh vân là một lý thuyết về sự hình thành của các ngôi sao và hệ hành tinh. Theo giả thuyết này, ngôi sao mà chúng ta ai cũng biết chính là mặt trời, với các hành tinh xung quanh nó được hình thành từ một đám mây khí và bụi, được gọi là tinh vân mặt trời, Solar Nebula. Ban đầu, đám mây này là một khối hỗn loạn, nhưng dần dần, dưới sự tác động của lực hấp dẫn, nó bắt đầu co lại và quay nhanh hơn, hình thành một đĩa phẳng xoay quanh trung tâm. Phần lớn vật chất tập trung vào trung tâm, hình thành trong vùng hình đĩa và tại trung tâm ấy, tạo thành các ngôi sao. Các hạt vật chất khác trong đĩa bắt đầu va chạm và kết tụ lại với nhau, tạo thành các tiểu hành tinh và hành tinh. Hệ mặt trời. Như mọi ngôi sao khác, mặt trời được hình thành từ tàn tích của một ngôi sao khổng lồ đang sắp đi tới hồi kết và bắt đầu nổ tung. Từ vụ nổ đã hình thành các tinh vân, đám mây vật chất khổng lồ chứa đựng khí hydro, khí heli và nhiều vật chất khác. Bằng các máy quay chụp chuyên ngành, chúng ta có thể xem được hình dạng của các tác phẩm tuyệt đẹp này. Sau khi được giải phóng, các đám mây vật chất đó chịu tác động của trọng lực và bắt đầu đến bên nhau, kết hợp thành những khối mây khổng lồ. Và sau nhiều trăm triệu năm, các hạt tinh vân bị hút vào tâm, bắt đầu xoay quanh nhau và tạo ra nhiệt lượng, đẩy áp suất vùng trung tâm lên cao. Và khi sức nóng đến một giới hạn nhất định, phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ ra đời. Phản ứng này biến hydro thành heli, giải phóng năng lượng tạo ra nhiệt lượng lớn, đi kèm với ánh sáng. Không chỉ dừng ở đó, khối mây vũ trụ khổng lồ đó cũng chứa đựng đủ vật chất để tạo ra môi trường trọng lực riêng, hấp dẫn những thiên thạch xung quanh lại gần mình hơn. Những khối vật chất khổng lồ bị hút vào trường trọng lực và vào nhau, nguyên lai nhờ sức ép của trọng lực và dần dần trở thành các hành tinh, các tiểu hành tinh, các mặt trăng. Cùng với nhau, chúng tạo ra một thứ chung gọi là một hệ hành tinh. Vào khoảnh khắc đó, mặt trời và những đứa con của nó đã ra đời. Các hành tinh ra đời. Các hành tinh trong hệ mặt trời không phải là những thực thể ngẫu nhiên xuất hiện, mà chúng là kết quả của hàng triệu năm biến đổi và tương tác trong không gian vũ trụ. Quá trình hình thành các hành tinh bắt đầu từ một đám mây khổng lồ, gồm khí và bụi, mà các nhà thiên văn học gọi là tinh vân. Tinh vân này dưới sự tác động của lực hấp dẫn, bắt đầu co lại và quay nhanh hơn, dần dần hình thành một đĩa phẳng, xoay quanh một ngôi sao trẻ ở trung tâm, hay còn gọi là đĩa tiền hành tinh. Trong đĩa này, các hạt bụi nhỏ bắt đầu va chạm và kết tụ lại với nhau nhờ lực tĩnh điện. Quá trình này không ngừng diễn ra, khiến các hạt bụi ngày càng lớn dần, cuối cùng hình thành nên các vật thể lớn hơn, gọi là tiểu hành tinh. Tiếp theo, các tiểu hành tinh này tiếp tục va chạm và kết tụ, trở nên đủ lớn để lực hấp dẫn của chúng thu hút thêm vật chất xung quanh. Qua thời gian, chúng phát triển thành các tiền hành tinh, những thực thể có kích thước và khối lượng đủ lớn để trở thành hành tinh sau này. Một yếu tố quan trọng trong quá trình này là nhiệt độ trong đĩa tiền hành tinh. Ở gần ngôi sao trung tâm, nhiệt độ rất cao, chỉ cho phép các vật liệu chịu nhiệt như kim loại và silicat ngưng tụ. Điều này dẫn đến sự hình thành của các hành tinh đá như trái đất và sao hỏa. Ngược lại, ở những vùng xa hơn, nơi nhiệt độ thấp hơn, các phân tử khí nhẹ như hydro, heli, methani và nước có thể ngưng tụ, dẫn đến sự hình thành của các hành tinh khí khổng lồ như sao mộc và sao thổ. Sau khi các hành tinh hình thành, chúng bắt đầu hút các vật chất còn lại trong quỹ đạo của mình. Quá trình này giúp các hành tinh trở nên ổn định hơn, tạo ra một hệ mặt trời với các quỹ đạo rõ ràng và mỗi hành tinh có những tính chất độc đáo riêng biệt. Trái đất sơ khai. Vào khoảng 4 tỷ 500 triệu năm trước, từ muôn vàn vật chất tích tụ và va chạm với nhau, hành tinh của chúng ta, trái đất sơ khai được hình thành. Cùng với trái đất, 20 hành tinh sơ sinh khác cũng được hình thành từ sự kiện tạo ra hệ mặt trời. Bề mặt của trái đất lúc đó giống như địa ngục trong các bộ phim Hollywood, nó rực cháy, một nơi không có nước, không có oxygen, cả hành tinh ngập trong khí độc từ các núi lửa. Vì thế mà giai đoạn này người ta được gọi là Hadean Eon, nghĩa là liên đại hỏa thành. Cái tên Hadean được đặt tên theo thần Hades, anh của thần Zeus, ông cai quản âm phủ của người chết và địa ngục rực cháy Tartarus, nơi giam cầm các Titan. Họ là ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác của cả Hades và Zeus. Vào lúc hệ mặt trời mới hình thành, số lượng hành tinh hay tiểu hành tinh còn rất nhiều. Vì mới hình thành
nên độ ổn định của chúng là khó đoán. Rồi cái gì cũng tới, việc số lượng nhiều cộng với thiếu ổn định, tỷ lệ các hành tinh gặp nhau trong hành trình của chúng là rất cao. Trong số 20 hành tinh anh em của trái đất sơ khai, có một hành tinh có kích thước bằng sao Hỏa thời nay. Nó tên là Thea. Thea trong thần thoại Hy Lạp là nữ Titan đại diện ánh sáng. Giữa vũ trụ mênh mông, hành tinh non trẻ Thea đến, một chuyến thăm không báo trước. Thea đến phá tan địa ngục rực cháy trên trái đất. Thea đến để mỗi khi nhìn lên trời, chúng ta sẽ nhìn di sản mà Thea để lại cho trái đất là lớn đến nhường nào. Hệ mặt trời hỗn loạn. Hệ mặt trời sơ khai là một nơi hỗn loạn và đầy nguy hiểm. Những mảnh vỡ còn sót lại từ quá trình hình thành mặt trời đã kết hợp lại thành một đĩa vật chất xung quanh ngôi sao này, tạo ra những khối vật chất có kích thước từ những hạt bụi nhỏ đến các hành tinh nhỏ. Nếu bạn có mặt vào thời đó, thì tỷ lệ một thiên thạch va phải bạn còn dễ hơn là có người yêu. Lực hấp dẫn đã kéo các vật thể này lại với nhau, khiến chúng va chạm dữ dội với nhau. Những cú va đập có thể dẫn đến sự hủy diệt hoặc tạo ra các vật thể mới, lớn hơn. Chính những vật thể được nghiền nát và kết hợp này đã hình thành nên các hành tinh, mặt trăng, tiểu hành tinh và các vật thể khác trong hệ mặt trời mà chúng ta biết ngày nay. Và trái đất không nằm ngoài những vụ va chạm đó. Một hành tinh tên là Thea có quỹ đạo đi gần giống với trái đất. Việc hai hành tinh có quỹ đạo cắt đã là rất nguy hiểm rồi, trong khi đây còn có chung cả quỹ đạo, thì việc cả hai gặp nhau vào lúc nào đó chỉ là vấn đề thời gian. Thuyết vụ va chạm lớn. Thea đâm thẳng vào trái đất sơ khai, làm lệch đi trục quay thẳng vốn có của hành tinh. Vụ va chạm rất mạnh đã làm vỡ cả hai hành tinh, khiến vật chất của cả hai bay vào không gian. Phần lớn vật chất được trái đất hút lại, phần còn lại hình thành vành đai vật thể, trông giống như sao Thổ ngày nay. Và trên vành đai đó có một vật thể nhỏ đang hút các vật chất đang trôi giạt. Những vật chất mà trái đất không hút hết đã bám vào vật thể nhỏ đó và hình thành nên mặt trăng. Thea vốn là tên của nữ Titan trong thần thoại Hy Lạp. Bà là mẹ của nữ thần mặt trăng Selena, hay bên thần thoại La Mã có tên là Luna. Sự kết hợp của Thea và trái đất sơ khai có điểm khá tương đồng với việc duy trì giống nòi của loài bọ ngựa. Trái đất nuốt chửng Thea như bọ ngựa cái ăn thịt người tình của mình. Nghe hơi tăm tối nhở? Có đất rồi, có trăng rồi, nhưng để tạo ra trái đất ngày nay, nó vẫn cần thêm nhiều thứ khác. Khí quyển. Một lượng lớn nước có thể đã tồn tại trong vật chất hình thành nên trái đất. Các phân tử nước có thể dễ dàng thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất hơn khi hành tinh này có khối lượng nhỏ hơn trong quá trình hình thành. Quá trình quang phân photodissociation, bởi tia cực tím sóng ngắn trong ánh sáng mặt trời có thể đã tách các phân tử nước trên bề mặt thành oxy và hydro. Trong đó, oxy dễ dàng bị loại bỏ bởi bầu khí quyển khử khi đó, trong khi hydro cùng với heli cũng là một nguyên tố nhẹ có khả năng liên tục rời khỏi khí quyển. Một phần của hành tinh cổ đại được cho là đã phá vỡ do vụ va chạm tạo ra mặt trăng. Điều này có thể đã gây ra hiện tượng nóng chảy ở một hoặc hai khu vực lớn của trái đất. Thành phần hiện tại của trái đất cho thấy rằng không có sự nóng chảy hoàn toàn, vì rất khó để hoàn toàn làm nóng chảy và trộn lẫn các khối đá lớn. Tuy nhiên, một phần vật chất có thể đã bị bốc hơi do tác động này. Vật chất bốc hơi sau đó đã ngưng tụ trong vòng khoảng 2.000 năm. Biển magma ban đầu trên trái đất đã đông đặc lại trong vòng 5 triệu năm, để lại các chất dễ bay hơi nóng, có khả năng dẫn đến sự hình thành một bầu khí quyển nặng nề, chứa nhiều CO2, hydro và hơi nước. Bầu khí quyển nặng nề ban đầu này có nhiệt độ bề mặt khoảng 230 độ C và áp suất khí quyển lên đến hơn 27 lần áp suất tiêu chuẩn hiện nay. Oanh tạc. Trái đất sơ khai phải đối mặt với mối đe dọa liên tục từ những vật chất còn sót lại trong quá trình hình thành hành tinh. Từ khoảng 4 tỷ 500 triệu năm đến 3 tỷ 800 triệu năm trước, các hành tinh thất bại và các tiểu hành tinh nhỏ hơn đã va chạm mạnh vào các hành tinh lớn hơn, gây ra những vết sẹo trên bề mặt của chúng. Gần cuối giai đoạn bạo lực này, trong một thời kỳ được gọi là Late Heavy Bombardment, giai đoạn oanh tạc muộn, các vụ va chạm trong hệ mặt trời có thể đã tăng lên. Sự gia tăng hoạt động này xuất phát từ sự di chuyển của các hành tinh khổng lồ, khiến các mảnh vỡ rơi xuống như mưa trên các hành tinh đá nhỏ hơn như trái đất. Trái đất có tương đối ít vết tích từ thời kỳ này, bởi vì quá trình phong hóa và kiến tạo mảng đã liên tục làm mới bề mặt của hành tinh. Tuy nhiên, ba hành tinh đá khác là sao Thủy, sao Kim và sao Hỏa, với cùng vệ tinh của trái đất là mặt trăng, vẫn mang trên mình những dấu vết của các vụ va chạm liên tục trong quá khứ.
Bằng cách sử dụng phương pháp đếm hố va chạm trên những thế giới có nhiều vết sẹo này, các nhà khoa học đã có thể ước tính các khung thời gian khi vật chất va chạm vào bề mặt của chúng. Bằng chứng từ các nghiên cứu này chỉ ra rằng các vụ va chạm đã bắt đầu tăng từ khoảng 4 tỷ năm trước. Người ta gọi đây là giai đoạn oanh tạc muộn, được cho là kéo dài từ 20 triệu đến 200 triệu năm. Các cơn mưa sao băng cũng đã đóng vai trò then chốt trong việc đưa nước đến trái đất khi hành tinh này mới hình thành. Nó quá nóng để có thể giữ lại được nước, chất lỏng thiết yếu cho sự sống. Thay vào đó, nước phải được cung cấp bằng các phương thức khác. Chính các sao chổi là một nguồn cung cấp nước quan trọng cho trái đất. Sự di chuyển ban đầu của sao Thiên Vương và sao Hải Vương đã hất các hạt vật chất vào phía trong các sao chổi, làm chúng chứa băng và nước trong hành trình của mình. Khi chúng đến trái đất, chúng đã mang theo nước từ hai hành tinh anh em kia đến để giải hạn cho người anh em trái đất. Và nếu như các bạn thấy sao băng thì khoan hãy ước nhé. Nó cũng rất có thể là một shipper nào đó đang mang nước tới cho một hành tinh nào đó thôi. Các mưa lửa này kéo dài suốt hàng triệu năm, cho đến hết liên đại Hadean, chúng vẫn tiếp tục mưa. Nhờ đó, lượng nước của trái đất ngày càng tăng, giúp cho nhiệt độ của hành tinh giảm đi nhiều, đánh dấu cho sự bắt đầu của một liên đại mới dễ chịu hơn nhiều so với hỏa ngục rực cháy Hadean.